thí sinh Nguyễn Hữu Hoàng Linh, sinh năm 2011, hiện đang học lớp 7 trường Trung học cơ sở Archimedes Academy Hà Nội. Dự án dự thi Maze. Trò chơi thoát khỏi mê cung của Linh được thiết kế rất chi tiết và tỉ mỉ và có độ khó cao. Mỗi màn chơi lại là một thử thách khó khăn hơn để người chơi chinh phục. Chúng ta hãy cùng đến với phần trình bày của Linh để hiểu rõ hơn về dự án của bạn. Dự án Maze của con, và con làm một chủ đề về một cái mê cung. Đầu tiên thì sẽ có một con mèo, một cái animation của một con mèo đang ăn cái bánh thì bị một con chó khác giành lấy cái bánh, và chúng ta phải giúp con mèo này lấy lại cái bánh của mình sau 3 màn chơi. Màn 1 thì sẽ có một vài cái bẫy, để chúng một là chúng ta phải biết tìm đường và né những cái bẫy, rồi đến cái bánh. Ở đây con đã có thêm một chức năng là có trọng lực hút xuống, và chúng ta có thể ấn giữ mũi tên lên để có thể bay. Ấn một lần là nhảy, còn ấn giữ là bay. Vâng ạ. Ok. Đoạn này Dài cái bài khó chịu. Mẹ hơi khó. Đúng đoạn cuối thì hơi khó thật. Dạo này con sẽ tạm thời đưa con mèo xuống đây để cho nó đỡ mất thời gian. Okay. Không, bây giờ con thử con fit, con bỏ đi cái chướng ngại vật ở đó được không? Hoặc là bỏ cái chướng ngại vật ở đấy đi, tạm thời bỏ cái chướng ngại vật ở đấy đi chẳng hạn. Rồi con trả lại nhau một con bỏ chướng ngại vật ngay đầu tiên thử được. Thử test thử trên trò chơi của mình coi được không? Cái nhân vật spy spice của con á. Đó. Đó đúng rồi, vị trí đó, cho rau một, giờ tạm thời bỏ nó đi. Bỏ vậy luôn á hả? Không, bây giờ nếu dùng trong code đi. Cho sang cho sang bên phải. Cho sang bên phải thôi là được. Đó, đặt ở một vị trí khác là được rồi. Vậy là tính cho bé làm code mà. Chứ ngại vừa mới level 1 mà đã khó quá thì. Chắc là tại con đặt cái bẫy nó hơi sai chỗ một chút. Nên nó hơi khó. Dạ. Sau màn 2 thì chúng ta cũng phải sẽ phải nhìn những cái bẫy. Cái chìa khóa góc bên trái làm gì ấy con? Cái ô khóa màu xanh ở góc bên trái để mở cửa màu xanh ở bên dưới à? Dạ vâng ạ. Cái Ủa? Cái màu xanh kia là để lấy một cái chìa khóa để mở cái cửa bên xanh ở bên dưới kia. Là giờ phải đi kiếm cái cửa đúng không?
xuống. Đúng rồi, đi qua tiếp được mà con.